Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó có thương hiệu là Kawasaki và nó có cái tên riêng ở phía sau này là TJ27 đó các bạn. Thường người ta mình thì mình đọc là TJ27, có người ta đọc TJ đó các bạn. Nhưng mà đúng nghe là TJ mới đúng ha. Chữ J sao đọc TJ được ha. Cây TJ27 này nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Chụp giật trợ lực khởi động rất là nhẹ nhàng ha. Bích tông nó là 34 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 27cc. Với tầm làm vườn của mình rất là khỏe các bạn. Do dòng 34 ly này bụi đứng á, nó nổ, cái điểm nổ nó ngay giữa bích tông cho nên nó tận dụng hết công suất các bạn. Rất là khỏe luôn. Nó 27cc ha. Đấy, rất là khỏe khoắn luôn. Đánh cước ngon luôn nha các bạn. Đây này, đánh cước ngon luôn. 27cc TJ27 của dòng máy Kawasaki. Ở đây cái nắp xăng này là nắp xăng có lỗ thông hơi nha các bạn. Nhưng mà mình rất là an toàn, rất là tin tưởng ở nó nha. Tại vì dòng Kawasaki này nắp xăng rất là đỉnh cao luôn, nó không có hề chảy miếng xăng nào hết các bạn. Nó có dây đây ha, rất là đã. Đặc biệt nó chạy một cái chê quạt khí này là đặc biệt của dòng TJ nha các bạn. Chê quạt khí TK có núm xăng mồi ở phía trước nè, bơm rất là dễ lên các bạn. Và nó có e đỏ nè. Là e đỏ là gọi là e gió tự động nữa các bạn. Có nghĩa là khi mình bấm vào đây là nó tự động đóng e và tự động lên ga. Khi mình lên ga ở đây ha, tay ga mình vừa lên là cái e nó sẽ búng ra ha các bạn. Đấy, cho nên đấy, thường cái e gió này người ta gọi là e gió tự động. Nó có made in Japan trong lốc luôn nha các bạn. Đây, made in Japan ha. Rất là chuẩn nha. À, nó chạy tùm rời nha. TJ là nó chạy tùm rời. TJ nè. Đây, các bạn quan sát tên của nó ha. TJ27 là nó chạy cái tùm rời ha. Rất là đã luôn. À, TJ nó có hai dòng. Một dòng tùm 26 ha. Và cần lắp 26 và một dòng cần lắp 24. Cái máy này là cần lắp 24 ha. Cần lắp 24. Đây các bạn, máy rất đẹp luôn. Ô lửa sáng trưng luôn các bạn. Rất là đẹp ha. Công tắc nó được bố trí đây các bạn. Đây, công tắc nó đây ha. On off nè. Nó có cái tem 7 màu để đánh dấu on off đó các bạn. Bốn ốc này là bốn ốc lục giác 5 ha. Rất là chắc chắn luôn. Đệm hông nè, cũng như là tay nắm ha. Ở đây, móc dây đeo đây. Cầm ở đây ha, tay nắm phía trái, tay nắm phía phải ha, dây ga đều là zin tắt hết các bạn, zin 100% luôn, không có cái món nào là gọi là đồ lô vô trọng ha, kể cả cái cùm này cũng vậy, tay cầm cũng vậy ha, đồ zin hết. Đây, thông số kỹ thuật của cái lát đó đây các bạn, bản này hướng dẫn sử dụng ha, đây, cũng như xem sách hướng dẫn sử dụng nè. Chống chỗ cỏ lửa nhiệt độ cao ha, mặc áo bảo hộ ha, đeo kính bảo hộ ha. Này không có được cắt gần công trường ha, chỗ nào có đám đông là mình không có được hoạt động ha, cách xa phải ít nhất phải 15 mét. Đây, cần lắp nó đây, WB270 các bạn, là 27 đó, đẹp lắm. Tại nó chiếu nó bị chói ánh sáng các bạn, chói ánh sáng nó đẹp. Đôi khi các bạn thấy hình nó đẹp lắm mà nhưng mà nó bị chói ánh sáng các bạn. Ánh sáng. Đây cùi nó thì đây trắng cỏ nè, rất là quen thuộc ha, trắng cỏ xin ha. Cùi nó thì rất là đỉnh cao luôn. Cùi này thì không có phàn nàn gì cái việc dính cỏ hết, tại vì nó có chén úp ngược từ dưới lên nè các bạn. Ở phía dưới này có chống mài mòn nữa nha, có bảo vệ con ốc nữa.
Rất là êm ái ha, chưa có một tí xíu gơ nào hết các bạn. Để các bạn quan sát kỹ xem ha. Cái cùi này là đỉnh cao rồi, không có sợ dính tí xíu cỏ nào hết. Đây. Máy rất là đẹp ha. Và để mình nổ thử cho các bạn xem nha. TJ27 thì hồi nào giờ là tiếng tâm nó rất là dữ luôn. Khỏe, ít ăn xăng ha, chế quả khí không có hư ha. Đặc biệt là miếng da bơm của nó là không có biết chai là gì nha các bạn, không có biết chai. Các dòng quanh rồ thì cái da bơm nó hay bị chai ha, nó bị. Còn cái dòng này á, nó chỉ bị nghẹt xăng thôi mà rất là dễ khắc phục các bạn. Các bạn soi đót tự động của nó là ok liền ha, không cần phải thay da bơm, tại vì cái da bơm nó không có biết chai các bạn. Nó vô xăng nó mềm nhũn hoài cho nó không có chai. Rồi để mình nổ cho các bạn xem ha. Máy rất là nhạy nổ luôn, chụp dịch chậm được các bạn. Đấy, đây. Đấy, nó muốn nổ rồi đó, đó. Ha. Mình kéo chơi thôi, kéo hơi cho các bạn nghe là nó đã nổ rồi. Kéo mạnh hơn tí xíu nữa là nổ các bạn. Dòng này là nó nhạy cực kỳ nhạy luôn các bạn, nổ trong tay mình luôn, mình kéo là nó nổ trong tay mình luôn. Các bạn xem nè, không có cần phải hết dây giật đâu ha. Nè, khẽ giật nhẹ cái là nổ thôi. Ra đây mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Đây rất là khỏe luôn. Đánh cước khỏe luôn các bạn, 27cc thôi mà đánh cước rất là ngon. Tại vì dòng TJ này nó mạnh lắm mà nó bền nữa các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Kawasaki TJ27 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.